Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của chúng mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vấn đề cực kỳ quan trọng và gần gũi với cuộc sống của mọi người, đó chính là bệnh tiểu đường. Đây là một cái căn bệnh mà ai cũng có nguy cơ mắc phải và đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên đừng lo lắng quá nhé, vì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 5 cách đơn giản mà hiệu quả để phòng chống bệnh tiểu đường, những cách mà bạn có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày luôn đấy. Hãy theo dõi video đến cuối để có thêm những kiến thức bổ ích, từ đó bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình nữa nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video hữu ích hơn nữa nha. Các bạn ơi, các cụ có câu bệnh tật đều tự miệng mà vào qua không sai chút nào. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta ăn uống hàng ngày có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tổng thể của chúng ta. Thực phẩm chúng ta ăn uống mỗi ngày là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định sức khỏe của chúng ta. Một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh không chỉ giúp chúng ta duy trì cân nặng lý tưởng, mà còn giúp phòng ngừa nhiều bệnh tật nguy hiểm và đề phòng chống bệnh tiểu đường cũng vậy. Một chế độ ăn uống lành mạnh chính là chìa khóa vàng đấy. Bệnh tiểu đường là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất hiện nay, và việc kiểm soát chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh này. Đầu tiên, hãy tạm biệt những món ăn ngọt lim, những ly nước ngọt có ga hấp dẫn nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Đường và các loại đồ uống có ga không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường mà còn gây ra nhiều vấn đề về tim mạch và béo phì. Thay vào đó, hãy chăm chỉ bổ sung rau xanh, trái cây tươi ngon, ngũ cốc, nguyên hạt vào thực đơn mỗi ngày. Những thực phẩm này không chỉ giàu vitamin và khoáng chất mà còn cung cấp chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Hãy tưởng tượng xem một đĩa salad rau củ tươi mát, một bát cơm gạo lụt thơm ngon hay một cốc sinh to trái cây đầy màu sắc sẽ tuyệt vời như thế nào. Những món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn giúp cơ thể bạn nhận được đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Bên cạnh đó, việc hạn chế chất béo, đặc biệt là các loại chất béo từ mỡ động vật và dầu chiên đi chiên lại nhiều lần cũng rất quan trọng. Chất béo bão hòa và chất béo trans có thể làm tăng mức cholesterol xấu trong máu, gây ra các vấn đề về tim mạch. Hãy lựa chọn những loại thực phẩm giàu protein như thịt nạc, cá, đầu hũ để thay thế cho những món ăn nhiều dầu mỡ. Protein là một phần quan trọng của chế độ ăn uống, giúp xây dựng và sửa chữa các mô trong cơ thể. À, và đừng quên uống đủ nước mỗi ngày nhé. Nước không chỉ giúp duy trì sự sống mà còn giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Nước lọc chính là thức uống tuyệt vời nhất cho cơ thể, giúp thanh lọc cơ thể và hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn. Hãy đảm bảo bạn uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày để giữ cho cơ thể luôn được cung cấp đủ nước. Hãy nhớ rằng một chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh không chỉ giúp bạn phòng chống bệnh tiểu đường mà còn mang đến một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Kết hợp với việc tập luyện thể dục đều đặn, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cơ thể và tinh thần của mình. Bạn có biết không, chỉ cần dành ra 30 phút mỗi ngày để vận động, tập luyện thể dục thể thao cũng đủ để tạo nên sự khác biệt cho sức khỏe của bạn rồi đấy. Tập thể dục không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, mà còn là liều thuốc tiên giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ hình thức tập luyện nào phù hợp với sở thích và thể trạng của bản thân, từ những bài tập đơn giản như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, cho đến những môn thể thao yêu cầu kỹ thuật cao hơn như bơi lội, yoga, gym. Hãy tưởng tượng xem cảm giác sảng khoái, tràn đầy năng lượng sau mỗi buổi tập luyện sẽ tuyệt vời như thế nào. Tuy nhiên, hãy nhớ khởi động kỳ trước khi tập luyện và lựa chọn cường độ tập luyện phù hợp với bản thân để tránh những chấn thương không đáng có nhé. Đừng để công việc, cuộc sống bận rộn lấy đi thời gian vận động quý báu của bạn. Hãy biến việc tập thể dục trở thành một thói quen tốt, một niềm vui mỗi ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, phòng chống bệnh tật hiệu quả. Cách thứ ba, kiểm soát cân nặng, giữ dáng thon, sống khỏe mỗi ngày. Việc duy trì một cân nặng hợp lý không chỉ giúp bạn có một vóc dáng đẹp mà còn là chìa khóa để sống khỏe mạnh và phòng ngừa nhiều bệnh tật. Cân nặng và bệnh tiểu đường có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi bạn duy trì một cân nặng hợp lý, bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và nhiều bệnh lý khác liên quan đến cân nặng. Vậy nên, việc kiểm soát cân nặng chính là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp bạn phòng ngừa căn bệnh này.
Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày. Hãy hình dung cơ thể chúng ta như một cỗ máy. Khi trọng lượng cơ thể quá tải, cỗ máy ấy sẽ phải hoạt động hết công suất, dẫn đến nhiều hệ lụy, trong đó có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Việc duy trì cân nặng hợp lý giúp cỗ máy này hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn. Vậy làm thế nào để kiểm soát cân nặng hiệu quả? Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Và câu trả lời không chỉ nằm ở việc ăn uống và tập luyện, mà còn ở lối sống hàng ngày của bạn. Bên cạnh chế độ ăn uống và luyện tập thể thao, bạn cần xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, khoa học. Điều này bao gồm việc lập kế hoạch cho các bữa ăn, duy trì thói quen tập thể dục đều đặn và theo dõi cân nặng thường xuyên. Hãy tránh xa những bữa ăn khuya, những món ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt. Những thực phẩm này không chỉ làm tăng cân mà còn gây hại cho sức khỏe tổng thể của bạn. Thay vào đó, hãy tập cho mình thói quen ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Một chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với giấc ngủ đủ và tinh thần thư giãn sẽ giúp bạn duy trì cân nặng lý tưởng. Kiểm soát cân nặng không đồng nghĩa với việc bạn phải ép bản thân vào những chế độ ăn kiêng khắt khe hay tập luyện quá sức. Điều quan trọng là bạn cần tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân để có thể duy trì lâu dài. Điều quan trọng là bạn cần lắng nghe cơ thể, điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp để đạt được cân nặng lý tưởng và duy trì sức khỏe ổn định. Hãy ghi chép lại những gì bạn ăn và hoạt động hàng ngày để có thể theo dõi tiến trình của mình. Giữ gìn vóc dáng thon gọn, cân đối không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn là cách bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật hiệu quả. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày và bạn sẽ thấy cái sự khác biệt lớn trong sức khỏe và tinh thần của mình. Cách thứ tư kiểm tra sức khỏe định kỳ, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, câu nói này luôn đúng trong mọi trường hợp, đặc biệt là với bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là một căn bệnh nguy hiểm, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh tiểu đường giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng, do đó việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là vô cùng quan trọng để phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp kịp thời. Việc này không chỉ giúp bạn phát hiện bệnh sớm mà còn giúp bạn theo dõi và quản lý tình trạng sức khỏe của mình một cách hiệu quả. Hãy hình dung việc kiểm tra sức khỏe định kỳ như việc bạn mang chiếc xe máy của mình đi bảo dưỡng vậy. Một chiếc xe máy cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động tốt và an toàn. Việc làm này giúp bạn phát hiện sớm những hư hỏng tiềm ẩn, từ đó có biện pháp sửa chữa kịp thời, tránh để hư hỏng nặng gây tốn kém chi phí và thời gian. Tương tự, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp bạn phát hiện sớm những cái vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời, tránh để bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ bao gồm các xét nghiệm máu, nước tiểu, độ huyết áp, kiểm tra chức năng gân, thận. Những cái xét nghiệm này giúp bác sĩ có cái nhìn tổng quan về tình trạng sức khỏe của bạn, từ đó đưa ra những cái lời khuyên và biện pháp phòng ngừa phù hợp, giúp bạn nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân. Khi bạn hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của mình, bạn sẽ có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn về lối sống và chế độ ăn uống, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống. Thế đặc biệt, nếu trong gia đình bạn có người thân mắc bệnh tiểu đường, bạn càng cần chú ý kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn để phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Bệnh tiểu đường có yếu tố di truyền, do đó việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Đừng chủ quan với sức khỏe của bản thân. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mọi người, và việc chăm sóc sức khỏe định kỳ là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản này. Hãy lên lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần hoặc 1 năm một lần để bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình bạn nhé. Việc này không chỉ giúp bạn phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn giúp bạn duy trì một lối sống lành mạnh và cân bằng. Cách thứ 5, hạn chế căng thẳng, giữ tâm an, sống khỏe. Bạn có biết rằng căng thẳng, áp lực kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe, thể chất, làm tăng cái nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh tiểu đường. Căng thẳng, lo âu kéo dài khiến cơ thể sản sinh ra các cái hormone cortisol, adrenaline, làm tăng lượng đường trong máu, tăng nguy cơ kháng insulin, thì nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường type 2. Vậy nên, việc giữ cho tinh thần thoải mái
lạc quan chính là liệu thuốc bổ giúp bạn phòng chống bệnh tật hiệu quả. Hãy tìm cho mình những cách giải tỏa căng thẳng phù hợp như nghe nhạc, đọc sách, tập yoga, thiền định, hoặc đơn giản là dành thời gian trò chuyện, tâm sự với người thân, bạn bè. Hãy nhớ rằng, cuộc sống luôn có những lúc thăng trầm, điều quan trọng là bạn phải giữ cho mình một tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực để vượt qua mọi thử thách. Giữ tâm an, sống khỏe, đó mới chính là chìa khóa vàng cho một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng mình. Hy vọng rằng 5 phương pháp phòng chống bệnh tiểu đường hiệu quả mà chúng mình vừa chia sẻ sẽ giúp bạn có thêm kiến thức để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Hãy nhớ rằng phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Bằng những thay đổi nhỏ trong lối sống, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt hàng ngày, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đừng nhập quên like và share the video và subscribe to the kênh để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video bổ ích hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.